Rồi chào anh em nha. Hôm nay em lại có cái thời gian chút ít mà nhín ra để test cho anh em bốn cái loại mẫu đục mà bên em hiện về hiện nay. Thì cũng nói sơ qua cho anh em biết luôn là nó sẽ có 17 ly và 30 ly. Và hôm nay em sẽ test bốn cái dòng này cho anh em coi. Đây là con 17 ly, mở cái này anh. Con 17 ly này. Đây. Con 17 ly này là công suất 1050W. Đó, 1050W. Lực búa là 4100 vòng trên phút. Đây, mỗi máy thì anh em mua em đều tặng cho anh em hai cái mũi, một mũi nhọn và một mũi bằng. Đầu bằng như vậy cho anh em. Đó, mỗi máy đều hai mũi cho anh em. Rồi cũng xin nói luôn, test con nào báo giá con đó. Con này 1050W em bán với giá là đục 17 ly, bán với giá là 1,7 triệu cho anh em về dùng. Rồi thử luôn anh. Đục 17 ly nha. 1,7 triệu, 1050W. Mỗi máy anh em mua em đều tặng hai mũi nha, hai mũi zin theo máy luôn. Để anh em có về là sử dụng liền chứ không cần phải đi mua mũi hay là đầu tư gì đó. Bên đây. Nha, 1050W. Rất là lực nha anh em. Rồi ok, tiếp mẫu tiếp theo. Đó, con này. Rồi, tiếp theo đây là con đục cũng là 17 ly. Cũng là hai mũi tặng kèm cho anh em. Con này công suất là 1500W. Đó. Để cho anh em nhìn rõ nha. 220V 1500W. Rồi con này em bán với giá cho anh em là 1,9 triệu. Hơn hai con kia 200.000. Con này nó hơi nặng hơn so với con kia thì nó thêm 200.000 thôi, cũng là tặng hai mũi thử luôn anh. Tặng hai mũi nha. Mỗi máy đều tặng hai mũi, có hũ mở bò trong máy đi kèm cho anh em về thoa cho nó trơn tru nè. Đủ phụ kiện hết, thùng bận ok hết cho anh em về dùng thôi. 1500W, 1,9 triệu. Rồi ok. Tiếp luôn. Tiếp theo đây là cái con đục 30 ly. Mẫu này mẫu đục 30 ly nha anh em. Con này ngoài thùng không hộp. Em bán cho anh em với giá là 2,5 triệu 30 ly ngoài thùng không hộp. Rồi chuyển đi anh. Mấy con này là đục bao đầm nha. Thay vì anh em mua con boss mười mấy triệu thì anh em mua mấy con này 3-4 triệu thì xài cũng ok ổn rồi. Riêng máy mấy máy này là em bảo hành cho anh em 3 tháng về sau lỗi hỏng có việc alo Thắng ơi, hỗ trợ sửa chữa tất cả nha. Ok. Chuyển thôi. Con này là 2,5 triệu nha anh em. Quay thông số cái đi, quên nói thông số cho anh em biết nữa. Đó, 220V. Đó, nhìn nè. Rất là đẹp. Anh em nhìn kỹ nha, nhìn kỹ thông số luôn. 1500W, 30 ly. Ok. Tới em cuối cùng. Em này là mẫu đời mới. Đục lớn, loại mẫu dài. Con này là giống như cái mẫu của đục boss thì nó ngang nhau cỡ cầm ký luôn, cỡ số ký luôn. Đây. 30 ly, hai mũi. Full bo. Đó, anh em nhìn đi, rất là đẹp. Tình trạng máy này rất là đẹp nha. 1750W.
30ml này là mẫu mới năm nay 2019. Con này em báo giá cho anh em luôn, con này là 3,5 triệu. Con lúc nãy là 2,5 triệu, con này là 3,5 triệu nha. Full thùng đầy đủ phụ kiện, vẫn là hai mũi đi kèm rồi, thử luôn anh. Đầy đủ phụ kiện hết cho anh em, về là dùng thôi. Anh em nào quan tâm có thể đến trực tiếp với shop em 32 Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức, hoặc gọi trực tiếp cho em qua số điện thoại 0382003453 nha, để mua máy trực tiếp hoặc đến thử test trực tiếp luôn. Quá mạnh rồi. Rồi ok. Rồi. Và anh em nào có quan tâm hay là gọi trực tiếp hoặc là đến em có thể ship code. Còn riêng bên em thì chuyển khoản trước, em bao ship tất cả các sản phẩm. Còn anh em nào ship code thì anh em tự trả phí ship. Rồi chào anh em, hẹn anh em gặp lại vào các video tiếp theo nha.